Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì tụi mình là YK Avenger. Hôm nay mình sẽ tiếp tục dẫn mọi người đi thăm cái vườn của mình và thu hoạch một số thứ trong vườn của mình nhá. Trước tiên á thì mình sẽ dẫn các bạn đi xem cái cây bí đao và sẽ thu hoạch bí đao với mình nhá. Ok, mời mọi người theo chân mình. Đây, thì mình sẽ giới thiệu với mọi người, đây là cái quả bí đao mà mình sẽ chuẩn bị hái. Đó, nó cũng bự lắm rồi á. Rồi, bây giờ mình sẽ hái nhá. Wow, cả này quả này gái quá chừng luôn. Mọi người thấy quả bí đao thích không? Đây là quả đầu tiên mà tụi mình thu hoạch trong cái vườn bí đao của tụi mình. À, thì mình thấy cũng còn cỡ khoảng 3-4 quả nữa đang ở trên gian. Rồi, thì ít bữa nữa mình sẽ update với mọi người xem thêm sau. Đó, đây là quả bí đao của tụi mình. Rồi, bây giờ mình sẽ đi hái tiếp dưa leo. Dưa leo thì mình thấy có cái quả này nó rất là bự này. Nó nắng nữa. Trời ơi trời. Mọi người xem cái quả dưa leo này. Quả này chắc bữa giờ mình mới thấy quá. Coi bự không? Mình thích không? Rồi, một quả này. Một quả nữa. Đó. Chưa? Dưa leo nhà trồng. Coi có quả quả nào nữa không? Cái này là hay tốn lắm. Mình cắt nốt cái quả này đi này. Cái quả này nó sẽ không lớn được đâu. Đó. Mình mắc cười không? Rồi, coi dưa leo ở bên này chắc là hết rồi đấy. Yeah. Rồi qua phía bên này. Rồi bây giờ mình sẽ cắt dưa leo ở phía bên này nhá. Mình thấy có quả này này, nó cũng không lớn, nhưng quả mà các bạn cảm thấy nó không lớn được nữa thì nên cắt để chưa sức cho nó phát triển những cái quả tiếp theo. Đó, đó, đây một quả này. Đấy, chưa. Hôm nay là bội thu cả nhà. Cái quả này là không lớn, cắt này. Quả này cũng vậy là cắt luôn này. Đó. Sau này còn quả này. Quả trời quả đất. Đây. Dưa leo hôm nay thu hoạch như vậy là được rồi đó. Wow, nắng thật đấy chứ. Không đùa đâu. Nắng lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi hái luôn mướp đắng với mình nhá. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ hái mướp đắng nhá. Mướp đắng hôm nay thì mình thấy là có rất là nhiều trái để hái. Đó, thì mình sẽ hái vào chưa ăn đâu. Nhưng mà mình sẽ hái vào, mình để trong tủ lạnh á, cất cho nó tươi. Chứ không để đây là một hồi nó già đó. Tại vì có mấy quả là nó bị già lắm rồi. Bây giờ mình sẽ hái quả này nè. Quả. Hai quả này. Quả trời luôn. Ba quả này. Cái này là cả sao cả nấu canh là tuyệt vời luôn. Quả này chắc để danh ha. Yep. Có quả này bị vàng này. Đấy, mọi người thấy không? Có những cái quả nó không thể lớn được á thì nó sẽ từ vàng thôi. Đây ví dụ như quả này này. Đó, quả này là bị vàng là hái luôn này chứ không để đó. Đấy, để đó nó mất sức. Để cho nó danh sức cho những cái quả khác nó lớn hơn. Rồi, mình thấy quả này chắc để danh hay là hái luôn á. Hả? Hái luôn nhá. Đấy. Quả này nữa là hôm nay á. Đây mình cho mọi người xem này. Đấy, mướp đắng hôm nay là được 4 quả.
Rồi, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi qua hái thêm rau muống nha. Rau muống nhà mình cũng lớn lắm rồi, thì phải hái để cho rau mới nó lên. Ok mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt rau muống nha. Nhìn là rất là tươi tốt mọi người ạ, nhìn đà lắm. Rau này mà bây giờ xào hoặc là ăn lẩu nha, tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ mình bắt đầu cắt nha. Bây giờ để mình qua bên này mình hái tiếp này. Quá trời mọi người ạ. Thực ra mình hái cái này á thì mình cũng chỉ để chia sẻ cho bạn bè, với người thân, với hàng xóm thôi. Chứ hai đứa mình là chắc chắn là ăn không hết rồi đấy. Đó, trong hai đứa mình trong thì cho vui vậy, rồi đi chia sẻ với mọi người cho vui. Chứ ăn thì không bao nhiêu đâu mọi người ạ. Nhiều lắm. Đợt này ở Melbourne đang bị giãn cách cấp 4, chứ không nghe mình sẽ đăng lên để chia sẻ cho một số bạn đó. Rồi mình cho mọi người xem này, đây là thành quả của hai vợ chồng mình này, đã đi hái rau muống. Quá trời luôn, cái này thì quá nhiều luôn, ăn không thể nào hết được. Cái này là phải đem đi chia sẻ. Đó, thì tụi mình cảm thấy rất là vui khi làm ra được một cái vườn rau muống mà nó tươi tốt như thế này. Đó, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Như lần trước mình có giới thiệu với mọi người á, thì đây là cái vườn rau khoai của hai vợ chồng mình. Nó lên rất là tốt. Hai vợ chồng mình á, ăn thì chắc chắn là sẽ không hết rồi. Thì mình muốn quay cái video này lên á, để muốn chia sẻ với mọi người. Mình ở phía Bắc Melbourne, thì nếu ai mà ở gần khu mình sống á, thì nếu các bạn muốn ăn rau khoai này, thì rau lang, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một ít. Đó, mỗi người một ít ăn cho nó vui. Với cả là để cho rau non nó lên nữa, chứ không để già thì cũng tiếc. Đấy, thì mọi người xem video, nhưng mà ai mà muốn ăn rau lang thì nhớ comment ở xuống phía dưới video để cho mình biết, mình liên lạc với các bạn nhá. Ok mọi người. Đó, rau này lên tốt lắm. Rồi, thì bây giờ xin mời mọi người theo chân mình đi qua hái thêm một ít rau dền nữa. Mời mọi người theo mình nhé. Đây là cái vườn rau dền của mình. Thì bây giờ mình chuẩn bị cắt rau dền nhá. Rồi, mình đã cắt xong rau dền rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại cái video tổng hợp xem hôm nay vợ chồng mình thu hoạch được gì nhá. Xin khoe với mọi người, đây là thành quả hôm nay của hai vợ chồng mình. Thì hôm nay tụi mình hái được rau muống này, bí đao này, dưa leo này, mập đắng này, cà chua này, rau dền này. Đó, thì tụi mình cảm thấy rất là vui, năng lắm mọi người ạ, năng lắm. Đó, thì mọi người nếu mà xem video á, nếu thấy hay thì nhớ like, comment và chia sẻ cho tụi mình với nhá. Nhớ đăng ký channel của tụi mình và nhớ nhấn chuông theo dõi nhá. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.